Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây là một chủ đề, đó là trích những đoạn kinh thánh hay hấp dẫn có mang tính chất là nghiên cứu, sưu tập và lọc chọn ra để cho quý vị cũng như các con chiên để mở mắt mà hãy xem lại những kinh thánh có phải là thánh hay không, hay là đó là những cái bọn trần tục và làm những dựa vào tôn giáo để tạo cái cuộc đời của mình. Thì chúng ta đi vào chi tiết chủ đề thánh loạn luân dâm loạn. Sáng thế ký 19:30, Lót ở Xoa thì sợ hãi nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi ở trong một hang đá kia. Thì chúng ta muốn kiểm chế là sáng thế ký thứ 19 này và cái câu 30 này nó như thế nào, thì chúng ta hãy tìm hiểu qua bên kinh thánh mình đã chọn sẵn đây. Thì kinh thánh tiếng Việt xuất bản năm 1925. Nói chung là để tính lại thì năm 1998 Thánh Kinh Hội giữ bản quyền và cấp phép sử dụng, sản xuất năm 1925. Thì chúng ta là vô đó là sáng thế ký, sáng thế ký là đọc, chúng ta sẽ tìm cái câu 30, sáng thế ký 19 nè. Thì bắt đầu là cái câu 30, cái đoạn 19, câu 30 nằm ở đâu? 30 đây, 30 này, Lót ở Xoa thì sợ hãi nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi ở trong một hang đá kia. 31, cô lớn nói cùng em mình rằng: cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. 32, hè, chúng ta hãy phục ruột cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng dõi cha lại. 33, đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình, nàng lớn đến nằm cùng cha, như người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng thức dậy hết. Rồi tới chỗ đoạn câu 34 này nha. Thì chúng ta chép ở đây, 34 đây. Qua ngày mai chị nói cùng em rằng: này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng dõi cha lại. 35, đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, như người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. 36, vậy hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Có đúng vậy không quý vị? 34 nè. Đêm đó hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, nàng rồi nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, như người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. 37, nàng lớn sanh được một con trai đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sanh đặn một con trai đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Amon đến bây giờ. Đấy, đúng không? 38, người em cũng sanh đặng một con trai đặt tên là Ben-Ammi nè, ấy là tổ phụ của dân Amon đến bây giờ. Đó, thánh dạy loạn luân nha, kinh thánh đấy. Rồi kinh thánh là Ê-đê-ki-ên tả cảnh dâm, và cô ta thèm khát những tình nhân có của quý khủng như của lừa, và thiết dịch như của giống ngựa. Có câu tiếng Anh thánh dạy đó. Chủ đề: Chúa Trời rủa xả trát phân trên mặt người. Malachi 2. Chủ đề là Chúa Trời rủa xả nha. Malachi: sự thờ phượng bế tục, sự cưới đàn bà ngoại, sự bỏ đàn bà Juda. Malachi 2. Giờ mình sẽ trở lại kiếm kinh thánh Malachi 2. Malachi đây 2.
sự thờ phượng uế tục, sự cưới đàn bà ngoại, sự bỏ đàn bà Juda. Đấy, có hay không quý vị, quý vị? Hai, nếu người chẳng nghe và không thể không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi, và ta đã rủa sả rồi vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Ba, này ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những các lễ của các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Kinh thánh, thánh là phân. Rồi mời các cha, các linh mục vô giải thích mấy cái này ha, giải thích mấy cái này coi thứ đó nó làm sao nha. Rủ xả như thế thì giải thích cách làm sao. Bốn, các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán quậy. Năm, giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Sáu, luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người say bỏ khỏi sự gian ác. Bảy, vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ lệ sự không biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Tám, nhưng trái lại các ngươi đã say khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chín, vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hàng hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. 10. Hết thảy chúng ta chẳng phải có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng lên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Mười một, Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm một mà sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem, vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại. Mười hai, phàm ai làm sự có đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Mười ba, các ngươi lại còn làm sự này, các ngươi lấy nước mắt khóc lóc than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. 14. Các ngươi lại nói rằng vì sao ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lúc ấy tuổi trẻ mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Những cái câu này là dinh linh mục ngày nay là đều xài hết. Phỉnh gạt, lừa, điếm, lương, lẹo, có hết. Tức là năm phong nè, Nguyễn Ngọc năm phong nè, Nguyễn Đình Thục nè, gì Đinh Hữu Thoại nè,
15. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời, giàu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ là một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. 16. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét ngươi, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Jehovah quản vương phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đại cách phỉnh dối. Câu này thì nói như thế, nhưng mà lát nữa xuống câu khác là nó nói câu khác. 17. Các ngươi đã làm phiền Đức Jehovah bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Chúa Jehovah, và Ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy, thì nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu? Phán là người ta ghét người nào bỏ vợ, và nó mâu thuẫn câu là: Ta xuống đây không mang sự bình an, ta làm cho con trai ghét con, cha con gái ghét mẹ, đủ thứ hết. Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Jehovah. Ai làm điều dữ nha, nghĩa là gây lộn, chửi sủa, làm giấy chém giết này nọ đó, thì đã là làm đẹp mắt cho Jehovah Đức Chúa Trời. Con bò vàng, con bò, Ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy, thì nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu? Chánh trực ở đâu? Hỏi. Rồi tiếp theo, Sáng Thế Ký 3. Sáng Thế Ký 3 đoạn 13, đoạn 3 câu 13 nè. Sáng Thế Ký 13. Phải không? Sáng Thế Ký 3 13. Sáng Thế Ký 3. Ba. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Đúng không? Đây. 13. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Đấy, nguyên văn luôn, không mẻ một chữ nào hết nha. Rồi tiếp tục. 14. Jehovah và Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Quý vị có thấy cái con rắn nào mà ăn bụi đất không? Chúa Trời nó cũng nói thầm bậy, rủa xả người ta. Nhưng mà rủa xả con rắn, mà thật sự con rắn ăn nhái, ăn ếch, ăn chuột, ăn đồ với đó, bao giờ ăn bụi đất đâu, đúng không? Làm gì có bụi đất mà ăn. Rủa xả ha. 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Ngươi sẽ giày đạp mày, giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. 16. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ mỗi phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta sẽ dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê,
và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. 19. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Rồi chủ đề 3. Chúa Trời muốn loài người phải ngu và lỡ khôn thì bị Chúa phạt. Sáng thế kỷ 3, loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi. 5. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. 6. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt quý vị, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7. Đoạn mắt hai ngươi đều mở ra, biết mình đã lõa lò, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân, bèn lấy cây vả. Cái vả này ở miền Trung hay có cái vả để ăn, có trái giống như trái sung, dòng họ sung. 8. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam, và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? 10. Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lòa nên đi ẩn mình. 11. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã cho ngươi biết rằng mình lõa lòa? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó không? Đó chăng? 12. Thưa rằng: người nữ mà Chúa đã gần bên tôi cho tôi ăn trái đó và tôi đã ăn rồi. 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. 22. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được và sống đời đời chăng? 23. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. 24. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt lại phía đông vườn Ê-đen và thằng Cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đến cây sự sống. Đây. Chú Trời đuổi ra khỏi ha, bị ăn trái trí khôn, ăn trái khôn cây sự sống, có trí khôn bị đuổi ra ha. Được mấy phút rồi? 18 phút thôi, ít thôi. Rồi chủ đề 4 là Chú Trời phạt loài người phải cực khổ tay làm hàm nhai để làm sao đi. Nói chung là mình cũng thích làm những cái đề tài như thế này, nó có tính thuyết phục hơn. Thì ví dụ như là mình tra vô trong Kinh Thánh thì mình thấy những cái chỗ đó, ví dụ như là chủ đề 4 là Chú Trời phạt loài người cực khổ tay làm hàm nhai, sáng thế kỷ 3 bắt đầu tới 16 phải không? Nhưng mình dò sáng thế kỷ 3 rồi 16 ngài phán nè, 16 ngày phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần, trong cơn thai nghén ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Đây đúng không? 16 ngày phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần, trong cơn thai nghén ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Đó. Nó rất là nhiều nha, nhiều ơi là nhiều luôn, còn nhiều lắm.
test thử nó được bao nhiêu trang. Bảy mươi một trang nha, gom lại cũng được 60 trang. Rồi thôi, ở đây thôi. Lâu lâu chúng ta ôm lại kinh thánh. Kính thưa quý vị, là đây là mình làm vấn đề là để mà trích dẫn kinh thánh rõ ràng ha, kinh Cựu Ước nè, bữa nay Tân Ước nè. Rồi để cho các con chiên mà nếu mà lười đọc thì hãy nghe, mình đã trích sẵn rồi, ngắn gọn. Đây là đề tài 1 nha quý vị. Mình sẽ làm đề tài 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó nhiều hơn. Để làm ta sáng tỏ ra vấn đề là kinh thánh nó nói cái gì, tại sao người ta lên án, tại sao người ta lại nói rằng là kinh thánh là lời kinh nguyệt, rồi kinh tháng gì lung tung đó. Tại sao người ta nói như thế? Hay mình phải đọc động não lên. Này phải kinh thánh hay không? Hay là nó bịp bợm? Xin chào quý vị nha.